Thầy chào tất cả các em học sinh khối 6 của trường Trung học cơ sở Chuông An. Hôm nay thầy đại diện cho nhóm toán 6 của trường thực hiện tiết ôn thi học kỳ 1 cho các em. Thì nội dung ôn thi học kỳ 1 gồm các nội dung như sau. Thứ nhất là thực hiện phép tính. Thứ hai là bài tìm ít. Thứ ba là sắp xếp các số nguyên, tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. Phần thứ tư đó là phần hình học. Và phần thứ năm, thứ sáu đó là bài toán thực tế. Thì chúng ta cùng vào bài thứ nhất. Ở bài thứ nhất ta thực hiện phép tính có 3 bài. Thì ở đây bài đầu tiên 39 x 13 cộng cho 87 x cho 39. Thì nội dung này ta đã thực hiện rất nhiều lần ở các tiết ôn tập lần trước. Thì ở đây ta thấy 39 giống nhau, ta sẽ đem ra ngoài làm thừa số chung. Ở trong ngoặc sẽ còn lại là 13 cộng cho 87. Ta ra được là 39 nhân 100, kết quả cuối cùng là 3.900. Ở bài B, 2 lũy thừa 3 nhân 4 cộng cho 5 lũy thừa 6 chia 5 lũy thừa 4 trừ cho 2.020 lũy thừa 0. Thì đối với bài toán không có dấu ngoặc thì ta sẽ thực hiện lũy thừa trước, sau đó đến nhân chia và cuối cùng là cộng trừ. Thì ở đây thầy sẽ thực hiện lũy thừa trước. Rồi ở đây 2 lũy thừa 3 thì tính ra được bằng 8 nhân 4 cộng cho 5 lũy thừa 6 chia cho 5 lũy thừa 4. Thì ở đây ta thực hiện là giữ nguyên cơ số trừ số mũ thì ta ra được là 5 lũy thừa 2. 2020 lũy thừa 0 thì ở đây ta thấy tất cả các số lũy thừa 0 đều bằng 1. Sau đó thì tính tiếp ra 32 cộng 25 trừ 1. Rồi ở đây cộng trừ thì làm từ trái qua phải, 32 cộng 5 cộng 25 thì bằng 57 trừ 1 ra bằng kết quả là 56. Tiếp theo ta qua bài C. Ở bài C này ta thấy bài C là bài toán có dấu ngoặc. Thì đối với các bài toán có dấu ngoặc thì ta ưu tiên làm ngoặc tròn, sau đó tới ngoặc vuông và cuối cùng là ngoặc nhọn. Rồi ở đây ta thực hiện. Ở ngoặc tròn thầy tính 9 trừ 5 ra bằng 4, sau đó 4 lũy thừa 2 bằng 16. Ta tiếp tục ta làm ngoặc vuông là 24 cộng 16 ra bằng 40. Rồi thầy tiếp tục thực hiện tới ngoặc nhọn là 120 trừ 40 bằng 80. Và phép toán cuối cùng là ta thực hiện 160 chia 80, kết quả cuối cùng bằng 2. Rồi ta tiếp tục sang bài số 2. Đó là bài tìm ít. Thì ở câu A, ít trừ 20 tất cả cộng 4 bằng 14. Thì ở đây ta xem ít trừ 20 là một ít lớn, đóng vai trò là số hạn chưa biết. Muốn tìm số hạn chưa biết ta lấy tổng trừ số hạn đã biết. Rồi ở đây thầy tính x trừ 20 bằng 14 trừ 4, x trừ 20 bằng 10. Sau đó thầy tính tiếp tới x. Muốn tìm x là muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với lại số trừ ra x bằng 30. Tiếp theo ta khoan bài B. Ở bài B thì 78 trừ 4 nhân x bằng 54. Thì ở đây thầy xem 4x là số trừ. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ hiệu 4x bằng 24. Rồi sau đó thầy tìm x bằng 24 chia 4 bằng 6. X bằng 6 là kết quả cuối cùng của câu B. Tiếp theo ta qua câu C. 3 nhân cho x trừ 18 cộng 20 bằng 41. Thì ở đây thầy xem cái 3 nhân cho x trừ 18 đóng vai trò là số hạn chưa biết. Muốn tìm số hạn chưa biết ta lấy tổng trừ số hạn đã biết, 41 trừ 20 ra bằng 21. Sau đó thầy tính tới x trừ 18. X trừ 18 thì thầy lấy 21 chia 3, x trừ 18 bằng 7. Sau đó x sẽ bằng 7 cộng 18, x bằng 25. Đó là kết quả cuối cùng của câu C. Tiếp theo ta qua bài số 3. Ở bài số 3
là phần sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần và tìm ước chung lớn nhất. Thì ở câu A thì để sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần thì thầy chú ý các em các điểm sau đây. Thứ nhất, về thứ tự sắp xếp của số nguyên thì ở đây các số nguyên âm nó sẽ bé hơn số 0 và sẽ bé hơn số nguyên dương. Thì đối với số nguyên âm thì số nguyên âm càng lớn thì nó càng bé. Vậy ở đây trong cái bài toán bài 3A thì ở đây ta thấy nó có 3 số nguyên âm, số 0 và một số nguyên dương. Thì ở đây để sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần có nghĩa là ta sắp xếp từ bé cho tới lớn. Thì số bé nhất ở đây là số âm 2020, sau đó đến âm 32, rồi tới âm 2, sau đó đến 0 và cuối cùng là 21. Đây là kết quả của câu A. Sang câu B, tìm ước chung lớn nhất của 70 và 84. Thì để tìm ước chung lớn nhất của 70 và 84 thì bước đầu tiên ta phải phân tích ra thừa số nguyên tố. Thì ở đây thầy sẽ phân tích 70 và 84 ra thừa số nguyên tố. Ở đây các em dễ dàng phân tích được. 70 bằng 2 x 5 x 7. 84 bằng 2 lũy thừa 2 x 3 x 7. Sau đó để tìm ước chung lớn nhất của 70 và 84, ta sẽ chọn ra các thừa số nguyên tố chung với số mũ bé nhất. Thầy lưu ý ha, ước chung lớn nhất thì ta chọn các thừa số nguyên tố chung với số mũ bé nhất. Rồi, ta ra kết quả là 2 x 7 bằng 14, đó là bài số 3. Ở bài số 4, đó là nội dung hình học. Thì ở nội dung hình học này, thầy lưu ý các em phải nắm được các yếu tố sau đây. Thứ nhất là vẽ độ dài đoạn thẳng, đo độ dài đoạn thẳng, rồi biết được và biết được cách chứng minh điểm nằm giữa hai điểm còn lại, tính độ dài các đoạn thẳng. Và nội dung cuối cùng của phần hình học đó là các em phải nắm vững được thế nào là trung điểm của đoạn thẳng. Rồi chúng ta cùng vào bài số 4. Rồi ở bài số 4, yêu cầu đầu tiên, trên TOX lấy hai điểm A và B sao cho OA bằng 5cm và OB bằng 8cm. Thì ở đây đầu tiên thầy phải vẽ hình trước. Nếu như mình không vẽ hình đúng và chính xác thì coi như bài làm của mình dù đúng cũng không chấm điểm. Nên các em lưu ý là mình phải vẽ hình đúng độ dài đoạn thẳng, vẽ cho nó chính xác. Rồi, đầu tiên thầy vẽ TOX trước. Sau đó thầy xác định hai điểm AB và thầy dùng thước thầy đo làm sao để cho đoạn thẳng OA bằng 5cm và OB bằng 8cm. Rồi, thầy tiến hành vẽ. Rồi, ở đây thầy vẽ được. Rồi, ở đây ta thấy được là đoạn OA của thầy vẽ là 5cm, đoạn OB bằng 8cm. Rồi, ở câu A người ta yêu cầu mình chứng tỏ điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Thì để chứng tỏ được điểm A nằm giữa hai điểm O và B thì ở đây ta thấy đoạn OA có độ dài bé hơn đoạn OB, nên điểm A sẽ nằm giữa hai điểm O và B. Rồi yêu cầu thứ hai đó là tính độ dài đoạn thẳng AB. Thì để tính được độ dài đoạn thẳng AB thì ở đây ta thấy được điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Lúc này ta có được OA cộng AB thì bằng OB. Lúc này thay số vào thì ta dễ dàng tính được đoạn AB. Rồi thầy sẽ giải. Trên TOX vì OA bé hơn OB 5cm, bé hơn 8cm nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Rồi từ đó thầy có được công thức OA cộng AB bằng OB. Rồi thầy thay cái độ dài các đoạn thẳng vào, 5 cộng AB bằng 8, AB bằng 8 trừ 5, AB bằng 3cm và thầy kết luận là AB bằng 3cm. Đó là câu A. Sang câu B, người ta yêu cầu mình trên TOX lấy điểm C sao cho OC bằng 2cm. Rồi yêu cầu đó là yêu cầu đầu tiên. Rồi bây giờ thầy sẽ xác định điểm C bằng cách thầy đặt thước thầy đo làm sao cho cái đoạn thẳng OC của thầy bằng 2cm. Rồi yêu cầu của bài toán của mình là chứng tỏ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng BC.
Thì bây giờ thầy sẽ nhắc lại thế nào là trung điểm của đoạn thẳng. Thì ở đây để chứng tỏ được điểm A là trung điểm của đoạn thẳng CB, thầy cần hai yếu tố. Thứ nhất là điểm A nó phải nằm giữa hai điểm C và B. Thứ hai, yêu cầu thứ hai đó là điểm A nó phải chia cái đoạn thẳng CB làm hai đoạn thẳng nhỏ là CA phải bằng với lại AB. Thì ở đây mình quan sát hình vẽ thì mình sẽ thấy được cái yêu cầu thứ nhất đó là điểm A nó đã nằm giữa đi hai điểm C và B rồi. Rồi còn yêu cầu thứ hai đó là đoạn thẳng CA nó phải bằng với đoạn thẳng AB. Mà ở đây đoạn thẳng CA mình chưa có được tính nên mình sẽ đi tính đoạn thẳng CA và sau đó mình sẽ so sánh với đoạn thẳng AB. Rồi, bây giờ thầy sẽ thực hiện tính ha. Rồi, trên tia chia TOX vì OC bé hơn OA 2 cm, bé hơn 5 cm nên điểm C nằm giữa hai điểm O và A. Từ đó thầy có công thức OC cộng cho CA bằng OA. Rồi thầy thay các độ dài đoạn thẳng vào 2 cộng CA bằng 5, CA bằng 5 trừ 2, CA bằng 3 cm. Ở đây ta thấy được đoạn thẳng CA của mình bằng 3 cm. Thì ở đây mình thấy đoạn thẳng CA của mình nó bằng với đoạn thẳng AB bằng 3 cm. Rồi ở đây ta thấy được là vì điểm A nằm giữa hai điểm C và B, đoạn thẳng AC bằng AB bằng 3 cm nên ta kết luận được điểm A là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đó là nội dung của phần hình học. Tiếp theo ta vào qua bài toán thực tế, bài số 5. Một trường tổ chức cho học sinh khối 6 và 7 đi tham quan nông trại. Số học sinh khi xếp lên xe 40 chỗ hay 45 chỗ đều vừa đủ. Biết rằng số học sinh đi tham quan có trong khoảng từ 700 đến 800, trong đó có 300 học sinh khối 6-7. Tính số học sinh khối 6 đi tham quan. Thì ở đây ta thấy ha, ta sẽ phân tích đề bài. Một trường tổ chức cho học sinh khối 6 và 7 đi tham quan nông trại. Số học sinh khi xếp lên xe 40 chỗ hay 45 chỗ đều vừa đủ. Thì ở đây thầy sẽ gọi số học sinh của khối 6-7 đi tham quan nông trại là ít. Thì theo đề bài thì số học sinh khi xếp lên xe 40 chỗ hay 45 chỗ đều vừa đủ. Có nghĩa là ít sẽ chia hết cho 40, ít chia hết cho 45. Và số học sinh đó trong khoảng từ 700 đến 800 có nghĩa là 700 bé hơn bằng ít và bé hơn bằng 800. Thì ở đó thầy suy ra được là ít thuộc bội chung của 40 và 45. Và 700 bé hơn bằng ít bé hơn bằng 800. Rồi bây giờ thầy sẽ đi tìm bội chung của 40 và 45 thông qua việc tìm bội chung nhỏ nhất của nó. Thì để tìm bội chung nhỏ nhất của nó thì thầy sẽ phân tích số 40 và 45 ra thừa số nguyên tố. Rồi 40 bằng 2 lũy thừa 3 nhân 5, 45 bằng 3 lũy thừa 2 nhân 5. Từ đó thầy suy ra được bội chung nhỏ nhất của 40 và 45 bằng 360. Rồi, sau khi thầy tìm được bội chung nhỏ nhất của 40 và 45 xong, thì ở đây thầy thấy bội chung của 40 và 45 chính là bội của 360. Đó là gồm các số là 0, 360, 72, 720, 1080, vân vân. Mà ở đây thầy thấy được là ít mình thuộc bội chung của 40 và 45 sao cho ít lớn bằng 700 và bé hơn bằng 800. Nên ít của mình chọn được là 720. Vậy ở đây ít đó chính là số học sinh của khối 6 và khối 7 đi tham quan nông trại. Mà đề bài người ta hỏi số học sinh khối 6 đi tham quan và người ta cho mình biết được là có 300 học sinh khối 7 đi tham quan. Thì ở đây thầy sẽ tính số học sinh khối 6 đi tham quan là thầy lấy 720 trừ cho 300 bằng 420 học sinh. Vậy có 420 học sinh khối 6 đi tham quan. Đó là nội dung của bài thực tế số 5. Chúng ta qua bài số 6. Bài số 6
Mỗi ngày Mai được mẹ cho 30.000 đồng. Mai ăn sáng hết 20.000 đồng. Mai mua nước uống hết 5.000 đồng. Phần tiền còn lại Mai để vào ống heo tiết kiệm. Hỏi sau 30 ngày Mai có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Đây là một bài toán rất thực tế. Thì ở đây các em sẽ phân tích đề bài và sẽ tính như sau. Thì mỗi ngày Mai được mẹ cho 30.000 đồng, Mai ăn sáng hết 20.000, mua nước uống hết 5.000. Thì đầu tiên á, thì mình phải tính được số tiền Mai ăn sáng và mua nước uống hết bao nhiêu tiền. Vậy là ở đây số tiền Mai đã ăn sáng và mua nước uống là 20.000 cộng 5.000 bằng 25.000 đồng. Rồi, mẹ cho 30.000 đồng mà Mai đã ăn sáng và mua nước hết 25.000 đồng. Vậy số tiền của Mai còn lại để bỏ vào tiết kiệm là 30.000 đồng trừ 25.000 đồng bằng 5.000 đồng. Rồi, đây là số tiền Mai bỏ vào tiết kiệm mỗi ngày. Vậy sau 30 ngày Mai để dành được là thầy lấy 5.000, thầy nhân cho 30, kết quả ra được là 15.000 đồng. 5.000 nhân cho 30 ngày thì thầy ra được là 150.000 đồng. Rồi, thì cái nội dung bài số 6 đã kết thúc lại chương trình ôn thi học kỳ 1 cho các em. Thì các em dựa vào cái nội dung ôn tập này làm đi làm lại và ôn tập thêm các dạng bài tập của các thầy cô đã cho trên lớp. Chúc các em đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Xin chào các em.